Đắc Nhân Tâm và những bài học, trích dẫn hay, các bạn nên xem nhé. Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phàn nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy. Bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười. Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế, trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé.